anh trai Jisoo được khen đẹp như sao Hàn, đứng sau công ty của em gái. Mới đây, loạt ảnh của anh trai Jisoo, Kim Jong-un trở thành đề tài được cộng đồng mạng quan tâm. Trong chuyến du lịch đến Mỹ, anh chàng đã đến xem trận đấu NBA trong trang phục thoải mái nhưng đủ tôn lên thân hình vạm vỡ. Cách đây không lâu, anh cũng mới check-in nghỉ dưỡng tại Hà Nội. Động thái này nhanh chóng thu hút sự chú ý đặc biệt của người hâm mộ Jisoo ở Việt Nam. Dưới hình ảnh, nhiều dân mạng để lại bình luận cho rằng Jong-un sở hữu gương mặt có nhiều điểm tương đồng với Jisoo. Thậm chí, họ còn đùa rằng anh chính là phiên bản cơ bắp của nữ thần tượng nổi tiếng. Bên cạnh đó, Jong-un cũng thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc tập luyện thể hình lên mạng xã hội. Anh trai thành viên Blackpink 35 tuổi đã kết hôn và có hai con gái. Năm 2019, đám cưới của Kim Jong-un có sự góp mặt của cả 4 thành viên nhóm Blackpink. Đây cũng là lần đầu tiên nữ thần tượng công khai anh trai ruột. Không chỉ có ngoại hình đẹp như người nổi tiếng, Jong-un còn tự mình xây dựng sự nghiệp riêng. Anh hiện là giám đốc điều hành thương hiệu thực phẩm chức năng dành riêng cho trẻ em có tiếng tại Hàn Quốc tên Biomam. Gần đây, Jisoo thông báo gia nhập công ty của anh trai. Đại diện cho Jisoo hiện tại là Brisoo, một công ty con chuyên về lĩnh vực giải trí dưới trướng công ty mẹ Biomam.